anh ơi. Alo. Số đuôi 11 này gọi cho mình, thế biết là số nào mình chả gọi lại. Cái gì? Cái thằng mà nó lấy máy của thằng Hải Tơ nó mở ra ấy. Em sợ nó vào ấy, chứ không phải sợ hack đâu. Em lúc đó em mở máy em lại thấy Hải Tơ đã xem tin nhắn, thế không trả lời thì em nghĩ là thằng kia, em mới giật ngoại ông em ra khỏi nhóm tạm ha. Nó vào thông tin mật của công ty nó này. Sim đấy của nó không đăng ký chính chủ thì nó mất thì làm sao nó làm được lại rồi hack. Nó bị hack nick, em sợ bọn kia nó lại tiền nong nó này, đọc thông tin công ty, em đẩy tạm nó ra này. Hải Tơ ra khỏi nhóm thế. Máy nó vừa bị thằng nào nó vào nó hack cái sao ấy thì tổ nó, anh em cẩn thận nhá, mẹ nó hỏi vay tiền là không cho vay nhá, mẹ nó tao vừa đưa nó năm củ khoai rồi đấy. Mẹ cái thằng nghiêu đầu đất này thì mẹ có chuyện gì cái là cuống hết cả lên, mất cái điện thoại thôi mà đã no. Mẹ anh Đức anh mất xe máy, anh còn chưa no thì anh mới chỉ có rơm rớm nước mắt kìa. Bố thằng Hải Tư này bảo là 1 giờ lịch đi bốc hàng, bây giờ gần 4 giờ chiều rồi, đéo biết là phương trời làm cái điện kiểu gì. Cái gì? Cũng do ông cụ ông đừng cứ lười. Thì mẹ tóc phanh nó hỏng từ bao giờ rồi thì phải thay nó đi. Mẹ thánh họ. Mẹ tóc phanh thì nó cháy lâu rồi, em biết lâu rồi, nhưng mà mọi lần là cứ vấy xuống thì mình cứ vận cái đèn tách lên đấy, xong rồi nó sáng. Tự nhiên lại quên cụ anh không bật cái đèn tắt lên, nó cũng sáng thì nó biết thì cụ nó. Địt mẹ mày, thế thì mày lại đen đúng là Hải Tư rồi. Địt mẹ mày, anh còn đang đau đầu rồi này. Địt mẹ thằng Hải Tư nghiêu này nữa. Địt con mẹ mày điện mãi không nghe máy. Địt mẹ một tiếng nữa không nghe anh chặt cụ mày chân đi. Mẹ cái thằng Hải Tơ đầu đất này, mất điện thoại này không mới được sim thì mua cái sim quay lại ngay. Để người ta còn giận thì mẹ mới điện mai cũng được. Lộn mẹ, bọn Thanh Hóa thì con mẹ nó bảo cuối tháng rồi đóng góp cho nước nhà tí. Cái đèn tóc phanh nó cháy thì con mẹ nó xin cái ông đã được. Nó bảo là bây giờ cuối tháng rồi đóng góp cho nước nhà tí chạy cả năm. Thì con mẹ, lộn mẹ.